Thẻ tôi để bên quận 3 rồi. Bây giờ mình về mình đi làm. Mừng quốc tế thiếu nhi. Tại tháng 6 cũng là ngày giãn cách xã hội. Để xem xã hội giãn cách như thế nào. Xe vẫn chạy rùm bé. Em mình ở lầu 12 chứ có 3 người ở. Là cái phòng của mình với hai phòng của nhà hàng xóm đó là hết rồi. Cảm ơn chị. Nghề nấu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi. Trời mát không nắng. Tiên cá ở Việt Nam rồi. Có bao nhiêu bạn nha? Có bao nhiêu bạn thành người cá nha? Người cá thì bơi trong hồ bơi, tiên cá thì bơi với thiên nhiên. Thành tiên cá hết rồi đâu sợ dịch bệnh nha. Ủa giãn cách xã hội vậy luôn hả? Vẫn chạy xe mầm ngoài đường á. Mốt chỗ này nó quy hoạch thành khu căn hộ nữa cho coi. Mảng xanh thiên nhiên ngày càng mất đi. Con người càng sanh ra, nhà cửa càng mọc lên. Đúng rồi. Chỗ này còn màu xanh thiên nhiên nè. Kẹt tiền cái xây nhà căn hộ nữa, hết màu xanh luôn. Nhà không rồi hít cái gì, thở cái gì. Không khí ô nhiễm, con người sẽ bệnh tật, con người sẽ gầy guộc, héo úa, nhìn mặt khắc khổ. Mọi người có muốn biết cái cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không có không khí trong lành để thở? Hãy làm một chuyến du lịch nhẹ vào những khu hẻm, ngõ cụt. Hãy làm một chuyến du lịch nhẹ đến những khu hẻm, ngõ cụt, nơi có những người dân
đang sinh sống ở trong đó, đi càng sâu vào trong hẻm sẽ thấy cái mùi hơi người nó nồng nặc. Và nhìn những con người ở nơi đó, các bạn cũng sẽ thấy họ không được vui vẻ, họ rất là héo hon, gầy mòn, khắc khổ. Bởi vì ở trong môi trường như vậy thì thầy sẽ không bao giờ mà khỏe mạnh được. Nếu mà mất đi màu xanh thiên nhiên, không có không khí trong lành, cuộc sống sẽ là như thế. Hôm nay ai được ở những căn nhà mặt tiền là những người có phước báo lớn, may mắn, ở được những nơi sạch sẽ, môi trường trong lành thì hãy cảm ơn và làm những việc tốt hơn. Quan tâm hơn đến cộng đồng, đến thiên nhiên và động vật. Ngừng đô thị hóa để dành thời gian trồng cây xanh. Một đời người là một rừng cây, nhưng người ta sẽ hủy hoại đi rừng cây đấy chỉ vì những lợi ích cho bản thân. Nên chúng em đi làm tiên cá. Bây giờ chúng em đi làm việc tại shop nhạc cụ Hoàng Piano, ông thần đàn, mang âm nhạc đến cho mọi người. Vô mùa sầu riêng mà mình có rất ít sầu riêng để ăn, bởi vì đồ ngon mình xuất đi Trung Quốc hết trơn rồi. Gì ngon mình cũng đem đi Trung Quốc hết trơn á. Sông hôm nay nước lớn và đẹp. Ngày này 3 năm trước tôi dẫn các bạn người cá sắp tiến hóa thành tiên cá ra biển bơi, lấy bằng lặn biển quốc tế của tổ chức Body, rồi đi hoạt động môi trường, bảo vệ rừng, thực hiện sứ mệnh của một tiên cá phải làm. Đây là ngày 1 tây tháng 6. Bây giờ các tiên cá ấy đâu còn nữa, hay đang làm nhiệm vụ ở nơi nào chả biết luôn, không còn liên hệ. Giãn cách xã hội rồi mà thấy đường nó vẫn đông mà. KFC vẫn làm việc mà. Đó, KFC vẫn bán, mua về.
nay là thứ ba đúng không Hiếu? Đường thì cũng rộng hơn xíu. Dịch về người ta mới bớt giết lại những con này con kia. Nhà hàng đóng cửa hết mà mấy nhà hàng là dẹp. Mấy quán mà đồ tươi đồ sống là dẹp hết. Mấy vật nó chú ơi nó mừng quá trời luôn. Nhiều sò ốc hến luôn. Mấy quán nhậu hải sản đồ. Tới khu Nguyễn Thiện Thuật rồi, khu này nhà đường hẻm nhiều lắm, nhà bên trong hẻm. Hả? Cái nhà bị cháy hả? Có một cái tiệm đàn bị cháy trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Do cái cửa cuốn nó bị chập điện. Đây, Đức Vinh An hả? Tiếng gì? Cái hiệu này là gì ta? Gì Violon á. Có một cái tiệm bị cháy. Tiếng kêu lòng hay là gì ta? Trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Thấy không Hiếu? Mận nó tươi mà nó tươi bóng luôn. Tôi không thích ăn trái cây mà có những con sâu á. Là mình trồng trái cây là phải có sâu ăn đồ, rồi chim đến, rồi có mấy con bươm bướm nữa. Còn xịt thuốc thì không có con gì đến đó. Nó không còn những loài côn trùng của tự nhiên. Thôi để coi chợ này có sao không. Chợ này thấy đâu có cách ly gì đâu. À, để nguyên cái hàng rào kẽm gai. À, để nguyên hàng rào khu phố đi vô kiểm tra.
đừng buồn chi em ơi. Giá sạch nhà chồng á. Xôi cô Vân. Giá sạch nhà chồng nhưng mà bỏ trong một cái bao nhựa như vậy, nhìn nó thấy mua xong rồi phải lấy thêm cục rác về nhà nữa. Nói rồi. Đi đâu thế sếp? Sếp đi đâu thế? Sếp đợi chúng em lâu quá, sếp đóng cửa nghỉ luôn à. Thôi mở cửa lên nhá. Tới chỗ làm việc rồi. Tiệm đàn tiên cá và thần đàn. Thần đàn làm việc với tiên cá. Thần đàn không có chịu trang bị cho tiên cá nguyên dàn PC khủng. Cái PC của bắp này mà làm cái dây chậm trễ công việc. Thôi kệ, mình lấy laptop mình xài cho nó mạnh. Đừng buồn chị em ơi. Sáng đi làm rồi chiều đi bơi nha. Chiều tôi sẽ dẫn mọi người đi bơi chung với tôi nha. Hy vọng shop đàn sẽ đón nhận các bạn trẻ đến đây rất là đông. Bạn hiểu thôi. Đến đây là thôi là lên đường luôn á. Thôi các bạn đặt mua đàn online đi để tôi giới thiệu cái đàn cho đây. Giãn cách xã hội mà. 1 tháng 6 hy vọng ba má các bạn tặng cho các bạn một cái đàn để các bạn ở nhà luyện chơi, tập luyện sống lành mạnh nha. Đây đang có cái đàn BX735, đàn Yamaha, đàn Roland, đàn Casio. À, tôi nói về cái đàn này nha. Cái đàn này nếu mà bạn nào mua thì may mắn á, một container về được có một cây à. Đàn này được bán rất đẹp, đẹp và chạy luôn. Màu này là màu đen bóng. Đen bóng gọi là BE, mã hiệu của đàn. Đây là đàn Yamaha Dub 10. Cái đàn Yamaha Dub 10, cái đàn này á, là nó thiết kế đẹp, kiểu dáng đẹp. Thường á, những cái căn phòng mà sang trọng, chảnh chọe đó, trang trí cái đàn này nó rất là hợp. Nhớ nha mọi người, một container về một tay thôi. Một tháng thì ở Việt Nam mình có khoảng 4 container về thì chỉ được 4 cái đàn này thôi đó, mà có khi cũng không có đâu. Rồi tiếp theo là cây đàn Kawai. Cái đàn này cũng khá là đặc biệt, nó vừa có chơi cơ và chơi điện luôn. Đàn này trang trí thì cực kỳ đẹp sang. Nếu mà phòng của bạn mà lót nền gỗ, chưng cái đàn này vô không cần chơi cũng ngon. Nó không cần xài điện luôn, mà cắm điện vô thì âm thanh nó hay hơn. Rồi, tôi làm việc nha. Công việc chính của tôi tại shop đàn á là lên website hoangpiano.vn để cập nhật sản phẩm cho shop và tiếp chuyện với khách hàng. Thì tôi đang phụ Hoàng Piano phát triển. Trong cái mùa dịch Covid này, tôi không phát triển về đồ bơi tiên cá, bởi vì tôi không có dạy bơi tiên cá. Nếu tôi phát triển thì tôi bắt buộc phải dạy bơi tiên cá. Bởi vì sao? Các bạn phải được học bơi tiên cá đúng cách thì các bạn mới phát triển nội tạng của mình tiến hóa như tiên cá được. Nên cái việc đó rất là khó. Chỉ có bây giờ là hỗ trợ các bạn tiến hóa bộ não, là phát triển được cả hai bán cầu não á, để mình thông minh hơn.
để mình thiện lành hơn thì mình phải chơi nhạc cụ. Đây hoangpiano.vn trang web tôi đang làm, tôi đang cập nhật sản phẩm lên thêm. Còn Hoàng Piano á, lúc trước tôi cũng có làm một trang web là hoangpiano.com, trang web cũ. Thì Hoàng Piano thôi làm gì. Làm việc xong rồi, tới giờ đi bơi rồi. Chết rồi, trời mưa không có dép mang đây nè. Ngày mùa lúa chín thơm, con chim hót trên cành, nô nức vào nè. Ơi, where my key? Mở cửa coi, bà coi. Ai vậy? Ai vậy? Năm giờ chiều rồi. Anh em chúng ta lại tan ca, được làm việc tại shop Hoàng Piano thật là một điều vinh hạnh của tiên cá. Giao hàng tấp nập luôn, đang bán liên tục luôn. Ê chết rồi, mất chìa khóa rồi. Cậu ăn khoai lang không làng à quạng? Ok, tôi đem lên đường, tôi xuống sông tôi ăn nha. Dép, ăn cắp một đôi dép. Khoan em lấy chìa khóa đã. Dép rách dép đứt hết rồi. Đã không còn tình yêu của mình giờ. Tôi đi nha bạn, bye bye. Bạn Hoàng 5 giờ chiều vẫn siêng năng làm việc kiếm tiền để trả lương cho các anh em tội nghiệp. Còn tôi 5 giờ chiều là tôi phải off. Đem theo mấy củ khoai lang xuống sông vừa ăn vừa bơi. Đã không còn tình yêu cũ. Đi đâu cũng phải có nón tiên cá mới đi được. Nón tiên cá đâu? À, để em lên em đổi đôi dép luôn hả? Chứ giờ đôi giày chạy bộ để anh đợi xíu rồi. Chạy nhanh lắm. Hay quá, khoai lang để đem theo đi xuống sông ăn đó. Vừa bơi vừa giải trí đó, vừa ăn chiều đó. Hay quá à.
Thái Lan là chiếu tới uốn ăn OK các bạn, hôm nay tiếp tục đi bơi để thực hiện sứ mệnh kêu gọi bảo vệ sông nước Việt Nam. Thì anh hãy chở em thẳng tiến đến sông Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ dọn rác dưới sông. Anh làm gì thế? Cửa người ta đang khiêng đàn ra mà. Ngộ nha. Mà tới đó rồi anh gửi xe ở đâu? Còn còn vật gia đình có chỗ gửi xe. Gì? Thật ra không có ai giữ xe ở đó. Bây giờ ví dụ có cái quán ăn hay quán nước gì á, mọi người ta giữ. Còn bây giờ dịch quá, người ta dọn hết rồi, đâu còn ai giữ đâu. Dịch người ta dọn luôn hả? Ta cấm buôn bán rồi, gì được rồi. Cấm tụ tập. Sao vậy? Cấm tụ tập. Thầy bơi quá thì tạo truyền thông rồi ta lại quay phim chụp hình tụ tập nữa. Thì cấm chỗ đó thì em ra biển. Nếu mà cấm như vậy thì nên đừng cấm bảng tiên cá bơi mà hãy để cái bảng là cấm xả rác xuống nước. Hợp lý không? Dạ. Hãy coi em là một cục rác. Để bảng cấm đó là để đừng tự nhiên cấm người ta bơi, cấm xả rác mới đúng. Sông nó cũng không ai muốn bơi đâu, đúng không sư huynh? Rác rến không mà ai mà bơi, chỉ có mình điên mình mới bơi thôi. Mà mình là tiên thì mình mới bị điên, mình làm những cái hành động mà người ta thấy khác thường, người ta gọi mình là điên. Nhưng mà theo ý kiến của chư thiên là mình làm đúng. Đúng không? Ai gì rồi Phật? Cùi bắt quá, lên đường lẹ đi. Chư thiên thị hiện hả? Cái đó là chư thần á. Chư thần đến dẹp lại á. Hôm nay là đáng lẽ em phải bơi từ lúc 10 giờ trưa mà đợi có người chở đi ra sông bơi. Mình làm một cái là bơi hết nguyên cái sông đó luôn ha. Bơi ra ngoài cửa sông lớn luôn. Ồ. Đang có tình yêu á, hồn nhiên lắm. Vừa mới đi qua đường hầm Thủ Thiêm. Mình đi qua cái hầm Thủ Thiêm này là mình từ quận nhất mà qua quận 2 ha anh. Dạ. Hèn chi qua đây là tới bên Sala luôn ha, nhanh quá ha. Dạ. Nó rút ngắn khoảng cách đi rất là nhiều từ khi mà cái phà Thủ Thiêm người ta biến thành cái hầm Thủ Thiêm.
ba tay lái đò chở hai cái motor fin của anh qua. Không, cái đó gọi là cái fin. Rồi ảnh đi về Cần Giờ chăm sóc mẹ, ảnh có chuyện gì không mà phải về đó giờ? Mẹ bị bệnh hả? Nước đang xuống hả? Nước đang cạn. Sao bữa nay lại là nước đang cạn nhỉ? Qua này ngồi mép này nay nó cạn. Bữa nay nước nó hôi quá. Chứ không sao quên. Hôm qua thì nước nó không có hôi như hôm nay. Hôm nay nước nó hôi mà nó đục hơn bởi vì trời mưa. Bao nhiêu chất thải ở trên bờ nó đổ xuống sông. Hôm nay mà mình lội dưới dòng sông này đúng là dơ, mà dơ tột đỉnh. Đây rác thải nhựa dưới sông rất là nhiều. Ok. Bao bịch ni lông các kiểu. Xin đừng vứt rác thải nhựa xuống sông nữa mọi người ơi. Xin đừng. Và những người ở đây, mọi người vẫn đang câu cá và câu nhận được những con cá này nếu mà ăn vào thì sẽ bị tiêm nhiễm bệnh tật của những con cá, nó bị dính phải những cái chất độc hại dơ bẩn dưới sông, nó đang sống trong cái sông ô nhiễm này. Nước vừa dơ, vừa đen, vừa thúi, vừa đục, vừa rác. Vậy mà mình phải sống chung với cái nước này. Mình phải bơi lặn ngụp trong nước này vì các bạn. Để cho các bạn thấy là đừng vứt rác xuống nước nữa. Chiếc ba lô tiên cá này á, nếu mà hốt rác ở dưới sông này á, thì không bao giờ là vừa là đủ. Nên á, mình sẽ hốt rác tùy duyên. Chứa đầy bao bịch ni lông vô cái bao này thì mình nghĩ này. Hôm nay anh Caramel sẽ xuống nước hỗ trợ mình. Anh Caramel đã làm gì vậy? Ủa anh làm gì vậy? Sao quên? Học trò của thầy chứ làm gì thầy? Anh sợ người ta chơm cái bao của anh á. Anh làm gì anh quấn dữ quá vậy? Thằng này còn mất không chỉ là cái bao. Vậy thôi quăng chiếc xe đây luôn đi, khỏi khóa. Đừng quăng mấy củ khoai lang của em rồi. Bởi vì cái củ khoai lang ăn được, chiếc xe này ăn không được. Ta da 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 da. Wait.
bao ni lông thôi. Anh đừng có lụm cái khác cái gì. Ở dưới rác nhiều lắm, mình không có thời gian mà lụm hết đâu. Dưới lại mình bơi phía dưới mình tập luyện cho sức khỏe. Mình cho mọi người ý thức bảo vệ đừng vứt rác xuống, vứt rác thải nhựa nha. Tại rác thải nhựa là nó không phân hủy và nó đi ra biển, xong rồi biển nó cuốn qua Thái Bình Dương nó động lại thành một cái chỗ chứa rác khổng lồ ở ngoài Thái Bình Dương đó, rồi mấy con sinh vật biển đó, nó bị dính vô đó nó chết nhiều lắm, rồi cá voi nó tụ vô đó nó ăn những cái rác đó rồi nó cũng chết luôn. Nên xuống dưới chỉ cần lượm bao bịch ni lông giúp tiêu là được rồi. Muốn tôi đi đâu thầy có thể đợi ý và có thể quay về nhà với cha mẹ. Tiên ca đã quyết định không đợi ý, bởi vì biết sao mọi người, nước nó vừa dơ mà vừa thúi, nó không phải giống như bữa nay là nước mưa là biết bao nhiêu mấy cái cống rãnh đồ rác rến ở trên bờ đồ nó trôi xuống đây, tắm cái nước này nó ngứa nó ghẻ luôn á. Nếu mà mọi người mà da mà mẫn cảm á thì chết, sợ. Tiên cá bơi ở ngoài biển không mà đâu giờ bơi trong cái sông mà dơ dưới vậy. Mà thôi, vì kêu gọi bảo vệ môi trường sông nước nên mình sẽ xuống. Thôi em chỉ đựng rác trong cái bao em thôi, còn trong này có chìa khóa của anh đúng không? Dạ, anh Di Đà Phật. Dạ, quý khán giả yêu thương xin đừng làm theo thầy ấy dù bất cứ hành động nào. Đây chỉ là xin đừng học theo thầy ấy vì rất là nguy hiểm. Giống như Lạc Long Quân ha. Dạ. Sáng là lên bờ làm việc, chiều trở về đại dương ha. Trở về không đúng không? À gì đó phải. À gì đó. Đi cẩn thận từ từ để chơi cái này. Mang mà phải tay cầm đi, để con đi chân dịch cho đó thầy. Thầy cầm cái này đi con đi chân dịch chứ. Đây. Ê. Thôi lỡ rồi thầy ơi, không sao đâu. Được rồi, nó cũng chìm ở đó à, thầy bình tĩnh đi. Nó chìm đó à. từ rồi nãy lấy cái chân lấy cái chân thì quơ đấy nè, lấy cái chân quơ nhẹ nhẹ đấy nè, nó không có đi đâu, nó chìm xuống rồi, lấy cái chân quơ nhẹ nhẹ thôi, đừng có quảng lọt lên mà làm nó trôi đi mất. Lấy cái chân quơ nhẹ nhẹ đó, đi nhẹ nhẹ thôi, mò đi. Giờ thấy mấy vị Bồ Tát cho ý kiến đi ạ. Hay gì hơn. Cái ba lô là có cái chìa khóa của anh, chìa khóa xe. Ai gì được.
Yeah, mọi người ơi, cuối cùng đã lụm được ba lô tiên cá rồi. Hay quá. Nãy giờ mình đóng phim á ha. À, được rồi. Đó, khi mọi người bị đẩy vô một cái tình huống là mình phải sống trong cái dơ bẩn thì mình phải chấp nhận cuộc sống đó. Nhưng tại sao mình không mua làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn? Thì ngay khi còn có cơ hội. Mọi người cứ bình tĩnh mà để giải quyết vấn đề, nhất là mình cứ lỡ chúng sanh, lỡ xã hội. Đúng rồi, nên mình làm cái việc gì mình đừng có nghĩ vô tư lợi bản thân nhiều quá. Mình phải ý thức được dòng sông này á, không chỉ có mình sống mà nó còn là nguồn sống của các loài sinh vật sống ở ven sông nữa. Nên nếu mà mình hủy hoại dòng sông này, nó làm cho nó không còn có thể sinh sống được, nước ở đây ô nhiễm, không còn loài cá phát triển được nữa, mình cứ xả rác xuống đây hoài là môi trường bị hủy diệt luôn. Nên bây giờ mình sẽ xuống nước, mình sẽ biến hình thành tiên cá và lượm rác bao bịch ni lông dưới nước nha. Dòng mọi người có thể tấm gương tốt, có thể giữ gìn môi trường, nhưng đừng có thử thách mình với những dòng sông, vì đây là những bậc thầy về kinh nghiệm bơi lội và trên thế giới không xuất hiện người thứ hai nha cả nhà. A Di Đà Phật. Cảm ơn Tam Bảo gia hộ cho chúng con để hoàn thành sứ mạng ở cõi Ta Bà này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ phải biến hình thành tiên cá. Tụi mình giống như mấy người bên Ấn Độ quá ha. À, mấy người bên Ấn Độ ha, đang xuống sông Hằng rồi. Mỗi ngày bỏ một hộp, lâu ngày về tháng thì cái lưu cô cũng đầy cả nhà. Mỗi người hãy cố gắng vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì cộng đồng xã hội mà hy sinh phụng hiến. Ai gì đó Phật. Con gái thì nhờ đức cha, con trai thì nhờ đức mẹ. À, gia đình của thầy ấy được hưởng ân đức của ông bà tổ tiên cha mẹ, nên có một trí tuệ và một sức khỏe khang kiện. Mọi người cũng học tập và làm theo để sứ mạng của chúng ta đến đây là hiếu dưỡng cha mẹ và giáo dưỡng trẻ nhỏ nên người. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nước đang chảy. Hay mình quăng cái áo này lên bờ hả? Dạ. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an. Xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. A Di Đà Phật. Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. A Di Đà Phật. Lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Chúng con chỉ là những phàm phu sanh tử, nghiệp chướng tội ác sâu nặng, nên nhờ gặp chút duyên lành gặp được Tam Bảo. Này cái mặt bộ đồ này vô á sẽ khó bơi hơn bình thường, bởi vì nó rất là nặng. Nhưng mà tôi cần phải làm nặng cơ thể như vậy, để bôi đồ này là đồ để biểu diễn, để giúp mình lặn xuống. Việc làm nặng cơ thể để tôi tiết kiệm thời gian tập luyện.
các em xem những các video của thầy Tiêu Ôn thì các em nhỏ thì không nên bắt chước nha các em nhỏ. Và các em ở nhà cứ hiếu thảo với cha mẹ của mình. Khi đến trường thì nghe lời thầy cô giáo dạy bảo, và đặc biệt đừng đi với người lạ. Khi các em có một trí tuệ như thầy Tiêu Ôn rồi, các em sẽ biết được thế thái nhân tình và biết nhiều sứ mạng mà Phật Bồ Tát đang bày và giao phó. Xin các em đừng bắt chước theo dù dưới hình thức nào, vì không khuyến khích làm theo vì đây rất nguy hiểm nha. À, gì đó Phật. Rồi, bây giờ biến thành tiên cá dưới nước nha. Cầm máy quay đưa theo à? Đúng rồi. Ủa rồi cái ba lô của em đeo rồi. Thank you.
bằng đồ không thì đưa em máy quay. Rồi bơi đi. Có một chú cá nhảy lên rất đẹp. Bơi lội dưới sông vui không? Anh coi đây, nó là hồ bơi thì nó sẽ là hồ bơi. Chậm thôi, chậm như lục bình châu vậy. Anh làm sao mà anh quay được cái cảnh này? Nè anh đeo vô nè. Nào thầy. Nè đi đường này lên nè, có cái đường lên nè thầy. Nó lại đây. Thì tôi nhặt được một cái rác thải nhựa. Đây cái này. Mọi người uống nước mía hay gì đó. Uống xong là mọi người dục xuống sông luôn. Thì cái mục đích là hy vọng mọi người có cano rồi này. Đây. Nếu mà đi ra cửa tiệm mà mua nước giải khát á thì nhớ đem theo cái bình bình nước bảo vệ môi trường á, mình uống bằng cái bình đó mình đỡ vứt rác thải nhựa ra môi trường ha. Mà anh bỏ vô giỏ giùm em được không? Dạ được. Đây thì đây mọi người cùng chúng con bảo vệ môi trường nhá. Gì đó rồi thế ơi.
tại ở thị trường có cái bình nước gọi là bình nước Tupperware của Mỹ. Bình nước đó mọi người dùng thì nó có bảo hành và nó có thể giữ nước ép trái cây lâu hơn 6 tiếng đồng hồ không bị đắng. Hay mình đựng cái thức uống gì á, nó cũng bảo vệ cái dinh dưỡng trong đó lâu hơn. Hồi nãy chúng ta thu thập một cái muỗng nhựa. Hồi nãy là chúng ta thu thập một cái muỗng nhựa. Đây coi chừng anh trúng cái neo. Ai gì đâu, trúng công dây thôi. Ok. Ai gì đâu. Coi chừng cái neo phía trước. Ồ dây vậy hả? Ai gì đâu. Coi chừng trúng cái neo. Là nhựa tái chế một lần á. Mà vứt xuống nước nó sẽ gây hại cho môi trường. Cũng không kém gì mà bao bịch ni lông. Rồi thêm một cái hộp đựng thức uống nhựa thì chúng ta có thể hạn chế điều đó. Còn việc sử dụng bình nước bảo vệ môi trường của hãng Tupperware qua đây ngắm cảnh hoàng hôn nè, đẹp quá. Không thấy. Cảnh đẹp lắm rồi. Phải vô cái len này đâu. Vô cái view này cho nó đẹp rồi đó. Tại quay dưới nước đó thì không có thấy được cái cảnh này ơi đâu. Đúng rồi. Phải trên ghe mới được. Không được, người ta đang đứng đó không chơi thấy vô không? Thank you.
người coi phim thấy cái màn hình nó bị rung giật cũng thông cảm, bởi vì ở dưới nước phải cân bằng nước tốt, độ nổi tốt thì mới giữ được camera chống rung, hạn chế được cái đó. Anh Caramel đã bơi chung với tôi được 1 km rồi á. Ok, lên mắt 81 Bitexco. Em biết rồi. Đây lại thêm rác thải nhựa nữa. Chiếc dép này nó đang đi du lịch. Rồi mời anh cho chiếc dép này vô vỏ của em luôn. Bỏ vô vỏ chưa? Anh cột lại chưa? Dạ con bỏ rồi. Ủa anh cột lại chưa? Dạ con cột lại. Ok. Hôm nay đi với anh Caramel lần đầu anh đi bơi cái sông Sài Gòn thì ảnh còn chưa có quen, luôn còn phải đang giám sát ảnh ấy nên không thể chơi liều cho anh ấy bơi qua bờ bên kia. Bây giờ trời sắp tối rồi, mình cũng bơi được hơn 1 cây số rồi đó. Bây giờ anh sẽ bơi ngược dòng nước để về, nó sẽ khó hơn. Nếu trên đường đi chúng ta gặp được rác thải nhựa nữa thì chúng ta lụm ha. Rồi bơi về. Không quay em vậy đủ rồi. Ủa đó. Wow. Nhưng mà con cắt cút đó ra rồi. Rồi vô đi thầy. Rồi tạm biệt nha. Em trở về với đại dương đây. Đi ra đây là đi ra biển luôn á. Nước sông đang chảy về biển nên mình xuôi dòng nước sông này, sáng mai mình sẽ tới biển luôn. Và đừng để biển là bãi rác của chúng ta nữa nha mọi người. Đừng vứt rác thải nhựa xuống nước nữa. Biết sao không? Vừa mặc cái đuôi cá, bộ đồ nó nặng lên hơn 20 kg, cộng thêm ba lô nữa, tay cầm máy quay phim nữa, nó chậm bơi ngược dòng nước thôi. Ông kia ổng nhẹ quá,
lộn bê rồi rối luôn. Cầm giùm máy quay phim đi đại ca, em bơi có một tay à. Không bơi luôn rồi. Hay dễ sợ. Đây sư quân. A Di Đà Phật. Hay quá anh ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ai tốt bụng dễ sợ tạo điều kiện cho anh em chúng ta làm. Đang bơi, dở cho nhỏ. A Di Đà Phật. Bỏ vô dở luôn. A Di Đà Phật. Đây là ba lô tiên cá. Okay. Dạ rồi thì ơi. Thì này bơi về anh mạnh lên luôn á anh Long. À gì đó Phật. À. Dạ rồi anh Phật. Có chiếc tàu đang lại á thầy ơi. Thầy tránh xa cái tàu đó ra đi. Chân dịch nó mạnh lắm. Thầy xét vô bờ đi thầy. Thầy xét vô bờ cho an toàn đi. Con xin người ta. Hả? Để lại con xin. Chứ không sao không có cảnh. Trời ơi, quay về luôn quá à. Anh quay về luôn màn hình lắm, khán giả coi không được. Để lại con xin phép ta. Thôi bây giờ anh tắt đi, tắt đi. Nói gì nghe không được. Ủa? Nước vô lỗ tai của con nghe không được. Ủa, nước vô lỗ tai anh hả? Dạ. Đưa đây. Rồi, lấy nước ra khỏi lỗ tai lên. Rồi lấy nước ra khỏi lỗ tai đi.
Ủa anh bỏ rác vô sao cái vỏ chai xúc rồi vậy? Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Hiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không biến khắp pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sanh, A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể khán giả yêu thương. Xin cả nhà hãy học tấm gương tốt của gia đình thầy Tiêu Ân. Học tấm gương tốt của gia đình thầy Tiêu Ân, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người già và trẻ em, chia sẻ yêu thương, lan tỏa giá trị cộng đồng, A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng dạy bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu. Nói gì vậy? Lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Nữa. A Di Đà Phật. Cầu sanh cực lạc là chết đó mọi người. Tự cầu sanh cực lạc, hãy biến thế giới quanh ta thành. Bệnh tật bởi vì sao? Bởi vì ăn những cái thứ không có bổ dưỡng cho sức khỏe, và sống trong môi trường không có lành mạnh nên sẽ bị bệnh tật. Nếu mọi người biết yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật, chắc chắn sẽ không có bệnh tật nào hết. Coi trên cô tên là Nguyễn Phương Hà tài trợ rất nhiều cho việc bảo vệ mổ tim cho các em, nên sẵn nói với mọi người biết tại sao trẻ em bị bệnh tim. Một số trẻ em sinh ra là bị tim bẩm sinh, nhưng mà tại sao lại bị bệnh tim bẩm sinh? Bởi vì lúc cha mẹ các em á nuôi dưỡng các em
bằng những cái thực phẩm nó không có tốt, rồi uống những cái loại thuốc nó gây hại cho cái phôi thai, và ăn những cái chất độc mà không biết, thí dụ như hoa quả không sạch, thịt thì có quá nhiều chất độc, thuốc tăng trưởng, nên mấy em nhỏ sanh ra đời mới bị bệnh. Và một phần đó là do con người nó không có được khỏe mạnh, thiếu chất dinh dưỡng, cũng sinh con ra bị chết yểu nữa. Một người phụ nữ đi có thể đẻ được tối đa là 10 người con, nhưng mà thường trong 10 người con đó sẽ không có người con nào được sống khỏe mạnh. Bởi vì sao? Sẽ trong lúc quá trình nuôi sẽ có 1-2 đứa bị chết, bởi vì sinh sản quá nhiều, chất dinh dưỡng không đủ để nuôi các con, nên đứa trẻ sinh ra nó cũng không có đủ sức để trưởng thành. A Di Đà Phật, có một chai kia, A Di Đà Phật. Đây có một chiếc ghe đang bơi lại cho thầy. Thoát khỏi bệnh tật, chúng ta phải bảo vệ môi trường, không khí nè, rồi nước nè, rồi âm thanh nè, bảo vệ là như thế nào? Đừng góp phần vào những cái hoạt động gây hại cho môi trường. Xây dựng nhà cửa ồ ạt, đô thị hóa mà không chịu trồng cây xanh. Chúng ta ủng hộ mua những cái khu dự án căn hộ đó. Chúng ta phải chọn lựa những nhà đầu tư có tâm, có tài, có đức. Những người mà biết phát triển cái môi trường sống cho chúng ta tiếp cận với thiên nhiên, thì chúng ta nên mua nhà ở những khu đó. Nhà mà cứ mọc lên như nấm rồi chặt phá cây rừng, giết hại động vật, cứ phá hệ sinh thái như vậy, chúng ta mua nhà của họ càng giúp họ giàu là càng tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên và động vật. Cuối cùng ok, chia sẻ đến đây thôi. Tắt và bơi về nhanh. Tối coi. Có cái chai lộn rồi. Cái chai đâu này? Đây con mở ra đã. Cái vỏ này con chưa thấy. À thấy rồi. Thôi em nghi quá. Đây. Thầy bỏ lộn được chưa? Nè thầy mở ra đi. Anh tắt cái máy rồi em bỏ cái máy vô cái vỏ luôn. Dạ. À gì đây. À gì đây. Đừng dậu. Dơ lắm. À Di Đà Phật. Xin mọi người hãy cùng chúng con bảo vệ mẹ trái đất. Dữ lắm luôn á mọi mẹ người. Mẹ trái đất. À Di Đà Phật. Bỏ vô. À Di Đà Phật. Nó luôn rồi. Trời ơi. Cái này nó đựng cái xịt ở trọng á. Dạ dạ. Rồi bỏ vô luôn đi. Chúng con cần cầu nguyện quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc. Cái bình đó là bình bực nhớt á thầy. Chính xác. À Di Đà Phật. Nó hôi dầu nhớt rồi bỏ vô cái vỏ nó thâm luôn. À Di Đà Phật. Rồi bỏ cứu độ chúng sanh. Rồi về lên rồi đó. Rồi A Di Đà Phật, cảm ơn quý khán giả yêu thương rất nhiều. Ta còn khoảng một cây số nữa mới về đất liền. Dạ A Di Đà Phật. Rồi anh mở tắt đi, anh cứ A Di Đà Phật hoài. Anh ngã tư đi, ngã tư được hình nhỏ đẹp quá. Ở đây 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 em cầm. Kiếm cái thùng rác bỏ vô. Mọi người ý thức giùm tụi em nha. Tụi em xuống sông, tụi em bơi thì cũng lụm được một rác ít thôi, không thể nào lụm nhiều hơn được. Để kêu gọi ý thức mọi người thôi, chứ tụi em mà xuống đó em lụm chắc tới già luôn. Mà mọi người hả, không ý thức là không có bao giờ sạch rác dưới sông được hết. Ê, thùng rác kìa. Yeah. Đó, mọi người thương những người làm nghề. Đúng rồi. Thương mọi người xíu, chia sẻ yêu thương một xíu. Bệnh tật cũng do mọi người đã sống sai mà ra thôi. Đúng không?
bây giờ có làm từ thiện giúp cho người cách mấy mà người không ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật thì vô ích, tiền của bao nhiêu cũng không bao giờ hết được dịch bệnh. Làm từ thiện nhiều cách mấy cũng không bao giờ cứu được hết người khổ trong thiên hạ này, bởi vì do cái ý thức không có thì làm sao giúp được đây. Phật Bồ Tát không giúp được đâu, tội lỗi ai làm người đó gánh chịu thôi. Chỉ khuyên mà không lắng nghe thì phải chịu khổ vậy. Rồi lên đường về nhà thôi. Công nhận xuống sông thế nào, ngứa không anh? Hy vọng là sẽ mọi người sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Và nếu không có những người làm dịch vụ công ích lao công thì chúng ta đã sống trên đống rác. Chúng ta không nên ghét bỏ người già và ghét bỏ người khổ. Vì ghét bỏ người già, trong tương lai chúng ta sẽ già. Cha chúng ta và mẹ chúng ta cũng phải già, con cháu chúng ta cũng già, ai cũng phải già. Chúng ta ghét bỏ người già thì tương lai chúng ta sẽ bị quả báo, khi về già sẽ bị người khác ghét bỏ. Ai gì đâu. Nên phải biết kính trọng người già và yêu thương trẻ nhỏ. Nếu không yêu thương trẻ nhỏ, lớn lên nó sẽ thành hung thần, nó sẽ hại lại chúng ta, đúng không? Đó gọi là nhân quả. Hồi nhỏ không đối xử tốt với mấy đứa nít, hại nó, lớn lên nó hại lại mình. Đơn giản vậy thôi. Cha mẹ ăn ở như thế nào là con cháu chúng ta sẽ hưởng như đó. Chính xác. Lúc nhỏ không dạy cho trẻ em những điều tốt lành, để mấy em đi theo con đường sa ngã thì lớn lên mấy em thành giang hồ, thành những thành phần bất hảo của xã hội, do cái giáo dục của gia đình mà hình thành nhân cách của giới trẻ tương lai đó. Chúng ta làm một điều tốt thì con cháu chúng ta hưởng, con trai con gái, cháu trai cháu gái chúng ta hưởng, không có ai hưởng. Cái mặt gì mà làm, mặt dạng mà làm. Trời, trời ơi, con gái mà nó chạy vậy đó. Trời ơi, con gái mà nó chạy giống như là đua xe vậy. Rồi, các bạn nữ đó, bạn chạy khí thế quá anh ha. À, gì vậy bạn? Bạn đó, Bồ Tát có tranh cúp bàn thờ. À, gì vậy bạn? Ghê thiệt. Không nên tranh cúp bàn thờ, hãy để lại cứu độ chúng sanh. Các bạn này nó khó tiền, có tiền, có gặp. Đúng là Ninja Lead. Ninja Lead chạy ghê thiệt chứ. Người ta rồi cái tai nạn rồi đó, có chịu hậu quả hay không hay là trốn đến chết nghẹt. Thành phố mình cần có một khu rừng là một lá phổi á thầy. Đúng rồi đó, đi trên đường thì cứ từ từ mà đi, không có gì gấp gáp bằng sinh mạng của mình. Bây giờ chúng ta chạy mà lăn đùng ngay chết thì không ai nói gì á, không báo ai đó. Còn mà không có chết mà nằm chỗ báo người này người kia, khổ lắm cả nhà. Cô Nguyễn Phương Hằng có thể cho người nhà nước mình hơn 1.000 tỷ, có thể mở rất nhiều trung tâm từ thiện bảo vệ sức khỏe trẻ em, gây quỹ chống bệnh tim. Nhưng tại sao cô Nguyễn Phương Hằng không cho chúng ta một khu rừng nhỉ? Một khu rừng đầu tư đâu có bao nhiêu tỷ đâu ha. Cô Hằng là gia nhân tiền sắc của một quốc gia, có thể cho cả 100.000 khu rừng. Ghê vậy. Yeah. Nhưng mà thấy cô ấy cho, nếu mà để cái tiền mà giúp cho những bệnh nhân bị bệnh tim thì hãy tạo ra nhiều khu rừng hơn. Tất nhiên mọi người sẽ sống khỏe mạnh và không còn trẻ em bệnh tim nữa. Có nhiều người
nói rằng cô Hằng rất là dễ thương, nhưng mà cô hãy gắng giữ vẻ đẹp đó và dễ thương đó. Cô đừng có bận tâm để làm cho cái tàn phai nhan sắc của cô. Hôm qua thấy cô Hằng khóc tội quá. Cô Hằng bận đi cứu đồ chúng sanh. Nhưng mà cô Hằng vẫn đang bị chìm trong gút mắt, bởi vì chưa có đủ sức khỏe và trí tuệ để nhìn xa hơn nữa về một tương lai tốt đẹp hơn nữa. Và việc làm từ thiện của mình chưa đạt đến mục đích tối thượng thù thắng. À vậy được. Cô Hằng ơi, cô Hằng nói lên thì không bằng ai, nhưng nói xuống cũng hơn biết bao nhiêu người rồi. Và cô hãy ban phát tình yêu thương đó cho khắp mọi người. Đừng để cho cái nhan sắc phải tàn phai, đừng có để trong tâm nữa. Hãy buông bỏ tất cả. Chính xác, nếu mà bảo vệ thiên nhiên, động vật, có thể trồng được nhiều khu rừng, có thể làm ra nhà máy xử lý rác thải ở dưới sông hiện đại, thì chắc chắn là những điều tốt đẹp nó còn hơn cả những gì mà cô Hằng đang làm. Và mọi người hãy học tấm gương tốt của cô vì quốc gia, cộng đồng, xã hội mà hy sinh phụng hiến. Và thấy nhiều tỷ phú đâu được như cô Hằng đâu, rất là giàu nhưng mà không có làm được một cái nhà máy xử lý rác thải công nghiệp cao như ở bên Singapore, mà chỉ lo là đầu tư vào những nền công nghiệp hóa như sản xuất xe, sản xuất điện thoại đủ các kiểu để đua ganh theo sự tiên tiến hiện đại hóa, mà không nghĩ rằng thiên nhiên và động vật là những thứ đang cần được bảo vệ. Cô, gia đình cô cứ giữ tâm bình khí hòa, đừng có căng thẳng lên. Lỡ một cái dây thần kinh nó méo một cái, đứt một cái thì nhan sắc của cô nó không được nguyên vẹn, thì rất là nó bớt đi một phần thì rất là tội. Có nhiều người muốn được như cô mà không được. Lúc đó gì nói ghê vậy? Tàn phai nhan sắc đi thì chồng của mình, con của mình lúc đó thì hết rồi. Giờ cô ấy hết lên mạng nói những cái giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho gia đình. Giống như đó là giống như là cô đi từ thiện thôi, đi cúng dường thôi, cứ vui vẻ mà sống. Fan của cô Hằng công nhận nhiều quá. Giờ ai cũng lo cho cô Hằng hết trơn, nhưng mà mọi người chưa có hướng định hướng được cho cô Hằng làm sao để mang được lợi ích tốt nhất cho cộng đồng, cho xã hội, cho tất cả muôn loài, thì Tiêu và anh Bồ Tát này đây muốn mở ra một cái gọi là khai thị hả? Nghe nó ghê quá. Một cái chia sẻ đúng không? Chia sẻ cho người nghèo mà bao nhiêu người nhớ ơn cô. Chia sẻ cho người nghèo, người nghèo cơ nhở, bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Giải cứu động vật. Đó là người nghèo từ đâu mà ra? Phải được chuyện giáo dục. Cô cứ đầu tư vào giáo dục. Đầu tư vào giáo dục rồi không bảo vệ thiên nhiên động vật rồi giáo dục tới khi nào? Giáo dục và bảo vệ môi trường bình đẳng hài hòa chung sống với thiên nhiên. Giáo dục bảo vệ môi trường hả? Sao thấy các trường học dạy cho các em nền công nghiệp hóa hiện đại hóa không vậy ta? Hiện đại hóa, công nghiệp hóa phải đi liền với lại thiên nhiên hài hòa chứ. Thấy mấy đứa nhỏ đi học trong trường nó đâu có giáo dục gì bảo vệ thiên nhiên động vật đâu, toàn là giáo dục là mấy em lớn lên phải làm sao để kiếm được nhiều tiền, mấy em làm sao phải học để phát triển giống như là những cái đất nước đang công nghiệp trên thế giới. Đâu có dạy cho em điều thiên nhiên bảo vệ động vật là bao nhiêu đâu. Bây giờ thầy ngồi trên đống vàng mà nước lũ dâng cao 10 mét, 20 mét thầy cũng ra dụng vàng đi rồi. Vàng không có giải quyết được vấn đề. Tiền bạc cũng không giải quyết được vấn đề. Thì trên trong trường là người ta cho con người ta đi học để con người ta có kiến thức để con người ta giàu, mà đâu có ai muốn con người ta nghèo khổ đâu anh. Giàu nhưng mà cũng phải hướng đến là lợi ích quốc gia. Thì giáo dục hiện tại là hướng người ta là làm giàu chứ đâu có hướng người ta đến bảo vệ thiên nhiên và động vật đâu. Thì nếu mà cô Hằng có thể thấy được thì cô Hằng có thể mở rộng tâm lượng, làm tiên phong cho nền giáo dục nước nhà, xây rừng nhiều lên là được. Xử lý hệ rác thải ở dưới sông dưới biển, bảo vệ rạn san hô. San hô không thể bảo vệ được. San hô là do nhiều thành phần mà nhiều cái yếu tố mà gây hại cho san hô, giống như là chất thải từ xăng dầu của du lịch lặn biển, rồi khách du lịch đạp chà đạp san hô, rồi trái đất nóng dần lên làm cho nước biển ấm lên, san hô không có thể sinh sản được, rồi những cái loài vật bảo vệ san hô thì nó cũng đang bị ăn thịt, mà san hô mất đi thì điều gì sẽ xảy ra? Cá nó cũng sẽ mất đi, biển sẽ chết,
con người sẽ không thể tồn tại được nếu không có biển. Biển là cái nôi của sự sống, có hàng triệu tế bào, hàng tỷ tế bào của sự sống ở trong đó. Sự tồn tại của con người có mặt trên quả địa cầu ngày hôm nay là do tiến hóa tế bào từ ở dưới biển. Mà biển thì chết, thì trái đất này cũng lụi tàn. Được không sư huynh, nói gì hợp lý không? Mà mấy tỷ phú đâu ai nghe mấy cái chuyện nhã nhép của chúng ta đâu. Cây xanh thì lá cũng xanh nữa này. Cha mẹ hiền lành để đứt lại cho con. Họ chỉ quan tâm đến việc khi nào giàu hơn nữa. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Cứ giàu trên sự đau khổ của mình. Không bao giờ ngừng lại nghiệp giàu của mình thì thật sự đã giàu hay chưa? Giàu vật chất có gọi là giàu hay không? Người giàu rồi sẽ nghèo, người nghèo rồi sẽ giàu, trăng tròn và trăng khuyết. Nước sông lớn rồi sẽ đầy. Giàu sức khỏe và trí tuệ thì còn ham. Còn giàu vật chất, đối mặt với thiên tai dịch bệnh có còn ham nữa không? Bây giờ đi ra đường đi, ai cũng sợ mình. Người thiếu trí tuệ thì sợ người khác lây dịch bệnh cho mình. Ai cũng xa lánh mình. Nếu mà mình cũng xa lánh người ta thì con người sẽ càng xa cách nhau hơn, và cái ác sẽ càng ngày càng tăng trưởng nhiều hơn. Chỉ là mới cái dịch bệnh thôi mà đã có sự phân biệt đối xử như vậy rồi. Thử có chết chóc diễn ra coi con người còn tàn ác đến mức độ nào. Cũng chỉ vì không biết yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật. Tất cả đều do đó mà ra, và họa cũng từ miệng mà ra nữa. Do cái miếng ăn của chúng ta, miếng ăn của chúng ta thiếu thốn bởi vì thiên nhiên động vật mất đi, nên cũng là xoay quanh thiên nhiên và động vật. Ông bà xưa có nói miếng ăn là miếng tồi tàn, ai mất một miếng lộn gan lên chờ. Hay quá, nói hay quá. Rồi mai rồi chúng ném đá vô đầu nha. Cái này là up lên kênh của anh đó nha. Em chỉ chia sẻ theo tâm nguyện của anh thôi nha. Em không biết gì nha. Không phải, xin mọi người đừng ném đá. Chúng con cũng là những phàm phu sanh tử tội ác. Chúng con còn nhiều thứ sau này. Chúng con chỉ chia sẻ thật lòng trái tim của chúng con. Hay con vậy. Con cũng chẳng có môi móc của ai. Cũng chẳng có đào bới của cả nhà ai. Chúng con cũng chẳng có gian sinh của ai. Chúng con ở đó giờ cũng không làm khó dễ ai trong cả cuộc đời của chúng con. Chúng con ăn cơm với muối còn nhiều hơn là quý vị mỗi ngày biết. Chúng con ăn cơm hẩm cháo heo, ăn cơm với muối, ăn cơm với nước lã. Thật ra trong cuộc sống của chúng con có cơm ăn là phước lắm rồi. Có khi cơm heo 2-3 ngày vẫn phải ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn hay gì đâu. Nghĩ làm sao mỗi ngày lợi ích cho quốc gia dân tộc, lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Lợi ích là làm những gì đâu, anh nói nghe coi. Lợi ích thứ nhất là chúng con sẽ chăm sóc, hiếu dưỡng cha mẹ, đến trường thì nghe lời thầy cô giáo. Thứ hai là sẽ không làm phiền người ta và rất ngại đi đến nhà của người ta. Thứ ba là làm gì vậy? Không xả rác ra đường. Thứ tư là không vi phạm pháp luật. Nói chung là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thì chúng con nhập gia tùy tục, cũng tôn trọng những cái phong tục tập quán của tất cả mọi quốc gia lãnh thổ dùng miền. Để làm sao mà có thể đem lại lợi ích cho nhiều người sống xung quanh chúng con. Trời, kỳ này anh Long nổi tiếng luôn nha. Chúng con phải là muốn nổi tiếng. 500 anh em thành phố đang lắng nghe anh nói. Hy vọng rằng mọi người chúng con tâm nguyện làm tất cả những việc gì cũng cầu nguyện cho quốc thái dân an. Hay quá, tâm lòng Bồ Tát anh rộng lớn quá. Nhưng thế giới này đang bị ngài phán xét. Những lời anh nói không ai lắng nghe đâu đại ca. Những lời anh nói trở nên vô giá trị trong cái ngày này, bởi vì quỷ thần đang phán xét nhân loại. Người ta chỉ quan tâm đến vật chất, và con người chỉ xu hướng đến sự khoe khoang giàu có vật chất. Không ai thèm quan tâm đến những hành động của anh đâu. Không sao, nếu có đã ông bà tổ tiên đã nói 10 người chết 7 còn 3, chết 3 còn 1, chết 2 còn 1, chết ra mới ra Thái Bình. Thì nếu như mọi người trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu, trồng đu đủ quả ngọt, trồng ớt thì được quả cay. Chúng ta cũng không có thể quán trời trách người được cả nhà. Nếu có đọa địa ngục thì chúng ta cứ vui vẻ mà đọa địa ngục. Sau khi đọa địa ngục xong rồi chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhiều cuộc thi,
có thể nếu chúng ta lưu ban thì chúng ta thi lại, khi nào đậu thì thôi. Quý vị thấy những con sóng ngoài biển cũng vậy, sóng to, sóng nhỏ, sóng lớn. Hai thầy trò chúng con bơi là ngược dòng nước. Nếu mọi người không khuyến khích và không cổ vũ cho bất kỳ ai bắt chước theo hành động này, dạ, là chết đó. Dạ, rất là nguy hiểm vì ngược dòng nước, rất là nguy hiểm. Không khuyến khích dưới mọi hình thức nha cả nhà. Rồi, chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kính chào và hẹn gặp lại toàn thể khán giả yêu thương. Ai gì đặc biệt. Rồi, đã về đến nhà rồi nha. Chia sẻ nhiều quá rồi nha. Chúc sức khỏe cả đại gia đình. Ủa, ai mua bánh pizza vậy? Dạ, chị Lan. Chị Lan hả? Dạ, Hoàng Lan. Dạ rồi. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn các anh em nha. Ở nhà làm việc chăm chỉ đi. Tion đi chơi tiếp. Tạm biệt nha anh. Cảm ơn. Tắm nhà ngứa quá trời. Bữa nay nước cống ra. Mọi người tôi như chục cống luôn rồi. Thôi đi tắm đi. Đi về. Ngứa quá các bạn ơi. Nước ngứa ghê là ngứa luôn á. Đi bơi một bữa. Biết mấy cá dưới sông tội. Ăn mấy cá này vô trong người cũng bệnh luôn á.